vui mừng được chào đón quý vị đến và quay trở lại đồng hành cùng Quân Số May Mắn. Lời đầu tiên, thay mặt ban biên tập chương trình Tử Vi Quân Số May Mắn, chúc quý vị vạn sự lành, mọi điều hanh thông, tấn tài tấn lộc, tấn bình an. Quý vị thân mến, trong video ngày hôm nay, Tử Vi Quân Số May Mắn chia sẻ đến quý vị là số tử vi có nội dung như sau. Mời quý vị cùng theo dõi. Giới tử vi cho biết sự thật cuộc đời. Người tuổi Nhâm Dần, sinh năm 1962, suốt đời vất vả. Trong 3 năm tới, trời Phật để mắt, hưởng lộc tưng bừng, phúc về, tiền về ngập tràn, phất lên giàu khỏe rực rỡ. Quý vị thân mến, trời sinh mỗi người mỗi số mệnh khác nhau. Tuy cùng năm sinh, nhưng số phận của các con giáp cũng sẽ khác nhau. Có người thời trẻ vất vả nhưng về hậu vận lại an nhàn hưởng phúc. Nhưng cũng có người có cả bạc tỷ mà lại vất vả lận đận ở đường tình duyên và sức khỏe. Người xưa có câu, đức năng thắng số, ý chỉ rằng chúng ta sinh ra đã được định đoàn số mệnh sẵn. Như sinh ra là con trai hay con gái, trong hoàn cảnh gia đình giàu có hay nhà nông, nhưng trong cuộc đời của mỗi người, chúng ta chăm chỉ tích đức hành thiện, luôn sống theo chân thiện nhẫn là sống chân thật, sống chân thành. Suy nghĩ thiện là luôn nghĩ cho người khác, lợi người, lợi mình và không hại chúng sinh. Còn nhẫn là những người luôn biết nhẫn với chính mình. Với con đường làm giàu, họ không có vội làm giàu nhanh thành sớm, mà họ kiên trì miệt mài học tập để có trí tuệ, có đạo đức và có nghị lực vượt khó, vượt khổ. Vậy nên cuộc đời của họ sẽ là nghèo thì lâu chứ giàu lại rất nhanh. Và con giáp tuổi Nhâm Dần sinh năm 1962 cũng là một trong những con giáp có vận số như vậy. Xem tử vi trong 3 năm tới, con giáp này sẽ phải trải qua nhiều khó khăn vất vả. Nhưng đây sẽ là lúc Nhâm Dần 1962 nhận ra câu nói, đức năng thắng số nó đúng nhường nào. Để hiểu rõ hơn về vận trình tử vi 3 năm tới, xin mời quý vị cùng tử vi luận giải chi tiết trong video ngày hôm nay. Xin mời quý vị cùng chú ý theo dõi. Trước tiên là đặc trưng phân biệt theo can chi, ngũ hành và bản chất tính cách của tuổi Nhâm Dần. Sinh năm 1962, Nhâm Dần đại diện cho những người quyền lực, mạnh mẽ, năng động trong cuộc sống. Họ thích những công việc mạo hiểm, đem đến vinh quang, thành công rực rỡ cho mình. Người tuổi này có tài lãnh đạo, luôn nhiệt tình giúp đỡ những người xung quanh và ra sức bảo vệ gia đình của mình. Họ không bao giờ ngần ngại, lùi bước trước khó khăn. Quan điểm của người này là khó khăn, nguy hiểm bao nhiêu thì chiến công càng vang dội. Hãnh diện bấy nhiêu, tuổi Nhâm Dần bị cuốn hút bởi những thứ quyền lực, địa vị. Họ sẽ không làm những công việc tầm thường vô ích, không đem lại cho mình tiếng tăm. Người tuổi Nhâm Dần có trí nhớ tốt và tinh thần ham học hỏi. Điều đó giúp cho họ thu thập được thông tin, kiến thức ở bất kỳ đâu. Với con mắt nhìn xa trông rộng, những người tuổi này có thể nhìn nhận, phân tích vấn đề một cách logic, khoa học, ít khi thấy họ mắc phải sai lầm. Mục tiêu phấn đấu của họ trong suốt cuộc đời là tiền bạc, địa vị và quyền lực. Những việc người khác không làm được thì tuổi Nhâm Dần lại giải quyết rất nhanh chóng. Lý do bởi họ không bao giờ sợ hãi, khuất phục trước công việc khó khăn nào. Họ coi trọng danh dự và chữ tín của mình, có trách nhiệm với công việc và với mọi người xung quanh. Vì vậy, tuổi Nhâm Dần thường hay ra tay bảo vệ những con người yếu đuối, khổ cực. Tuổi Nhâm Dần mạnh mẽ, dễ dàng thích nghi với những áp lực khắc nghiệt của công việc. Họ sẽ không cho phép bản thân được tự do nghỉ ngơi, hưởng thụ khi chưa có địa vị quyền lực trong tay. Tuổi Nhâm Dần là những con người thời hiện đại nhưng không bao giờ đi ngược lại với văn hóa của truyền thống. Họ rất tốt bụng, luôn sẵn sàng giúp đỡ mọi người. Nhưng một khi danh dự, lòng tự trọng bị xúc phạm thì tuổi Nhâm Dần sẽ căm ghét, ôm lòng thù hận người đó. Họ không bao giờ hài lòng với cuộc sống hiện tại của bản thân. Bởi vậy mà người này luôn cố gắng phấn đấu, chăm chỉ làm việc. Bạn sẽ thấy thời gian rảnh rỗi của họ là rất hiếm. Tuổi Nhâm Dần vẻ bề ngoài mạnh mẽ cứng cáp,
nhưng sâu trong nội tâm họ lại là những người sống giàu tình cảm. Họ thật thà, chân thành với mọi người, không bao giờ lừa dối, lợi dụng ai. Giữa đám đông, tuổi hổ năng động, nhiệt tình nổi bật, thu hút mọi ánh nhìn xung quanh. Dường như những người này luôn lạc quan yêu đời, không bao giờ cảm thấy áp lực, mệt mỏi trong cuộc sống. Tuổi Nhâm Dần yêu thích không gian trong lành, yên bình, rộng mở của thiên nhiên. Thời còn trẻ, những người này thường có những chuyến du lịch xa để khám phá, trải nghiệm điều mới mẻ trong cuộc sống. Họ lạc quan yêu đời như những đứa trẻ, lúc nào cũng cười nói hồn nhiên, không bao giờ cảm thấy cô đơn buồn tủi. Những người này khá hào phóng, đôi khi chi tiêu một cách hoang phí không có kế hoạch. Bởi vậy tuổi Nhâm Dần nhiều lần gặp phải túng thiếu, phải cần đến sự giúp đỡ của mọi người xung quanh. Họ thích được thể hiện những tài năng của bản thân mình, muốn nhận được sự tán dương, khen ngợi của mọi người. Ngay từ khi sinh ra, người này đã bị ảnh hưởng bởi quyền lực. Vì vậy, họ luôn cố gắng vươn lên đạt vị trí đứng đầu trong cuộc chơi. Tuổi Nhâm Dần sẽ không chịu thua kém, khuất phục bất kỳ ai. Bình thường, những người này khá hài hước và hiền lành. Nhưng một khi cơn nóng giận nổi lên, tuổi Nhâm Dần sẽ khó có thể kiềm chế bản thân mình được. Không ít lần cơn nóng giận ấy khiến họ mắc phải những sai lầm nghiêm trọng. Nhưng suy cho cùng, đó đã là bản chất tuổi Nhâm Dần khó có thể khắc phục được. Tuổi Nhâm Dần khi hứa điều gì nhất định họ sẽ thực hiện. Dù có gặp phải nhiều khó khăn, rắc rối cũng sẽ không bỏ cuộc. Họ đặt danh dự, uy tín của mình lên hàng đầu. Bởi vậy, tuổi Nhâm Dần luôn được mọi người xung quanh tin tưởng yêu quý. Trong cuộc sống, họ là những người biết lắng nghe, chia sẻ và luôn cần những lời khuyên từ mọi người. Phụ nữ tuổi Nhâm Dần có cá tính khá mạnh mẽ và cuốn hút. Khi xuất hiện trước đám đông, cô ấy luôn là người nổi bật nhất, thu hút ánh nhìn của mọi người xung quanh. Không những xinh đẹp, phụ nữ tuổi Nhâm Dần còn rất thông minh tài giỏi. Họ sẽ không an phận là một nữ nhi tầm thường, ngược lại luôn phấn đấu để xây dựng sự nghiệp, địa vị cho mình. Họ thích cuộc sống độc thân, tự do thoải mái, không bị gò bó bởi bất kỳ điều gì. Đó là lý do tại sao phụ nữ tuổi Nhâm Dần có xu hướng kết hôn khá muộn. Ngoài thời gian làm việc, cô ấy đặc biệt thích làm đẹp cho bản thân, sẵn sàng đầu tư một số tiền lớn để mua sắm, chăm sóc sắc đẹp. Họ có tâm hồn yêu thiên nhiên, động vật và những đứa trẻ. Đàn ông tuổi Nhâm Dần nhận thức được sự ảnh hưởng của tiền bạc, địa vị và quyền lực. Vì thế họ sớm trưởng thành, có ý chí, quyết tâm tự thân lập nghiệp. Họ thích làm việc độc lập, không phụ thuộc ỷ lại vào ai. Trong công việc, họ hành động quyết đoán và chắc chắn, ít khi mắc phải sai lầm. Tuy nhiên, nhược điểm lớn nhất của đàn ông tuổi Nhâm Dần là đa nghi, không tin tưởng người khác. Những người tuổi Nhâm Dần khi còn trẻ đã ham học hỏi, thông minh hơn bạn bè cùng lứa. Càng trưởng thành, họ càng có đam mê tìm tòi, khám phá những điều mới mẻ xung quanh. Nếu phải lựa chọn giữa cuộc sống an nhàn, bình yên, tầm thường với cuộc sống xa hoa, sung sướng, thì tuổi Nhâm Dần sẽ đấu tranh để hướng tới cuộc sống xa hoa, uy quyền. Điều mà những người tuổi Nhâm Dần phải mất cả đời để học, đó là cách kiềm chế bản thân. Họ dễ xúc động cũng dễ nổi giận vì nguyên nhân nào đó. Mỗi cơn nóng giận đi qua, hậu quả nó để lại không thể lường trước. Có lúc họ vô tư yêu đời lạ thường, nhưng cũng có lúc tuổi Nhâm Dần chán nản buồn phiền. Trên phương diện tình bạn, người tuổi Nhâm Dần dễ dàng kết bạn được với những người tuổi Hợi, bởi lợn hiền lành, nhường nhịn sẽ không bao giờ khiến hồ phải tức giận. Trên phương diện đối tác làm ăn, tuổi Nhâm Dần có thể hợp tác với người tuổi Tuất, tạo nên một mối quan hệ gắn bó lâu dài. Dựa trên sự trung thành, tin tưởng lẫn nhau, tuổi Ngọ và tuổi Nhâm Dần nhanh chóng tìm được sự đồng cảm, tiếng nói chung của mối quan hệ ngay từ lần gặp đầu tiên. Họ đều năng động, nhiệt tình và cởi mở. Người tuổi Ngọ sẽ là hậu phương giúp đỡ tuổi Nhâm Dần trong từng bước phát triển sự nghiệp. Nếu như kết bạn, hợp tác với những người tuổi Dậu, Mùi, Tý, người tuổi Nhâm Dần sẽ gặp được nhiều may mắn, khó khăn đều có quý nhân giúp đỡ.
tuổi Sửu sẽ là đối thủ ngang tài ngang sức của người tuổi Nhâm Dần. Nếu hợp tác làm ăn, mối quan hệ của Nhâm Dần và Sửu khó có thể duy trì lâu dài, bởi mỗi người đều có mục tiêu, quan niệm riêng biệt, không ai chịu lắng nghe ai. Tuổi Thân mưu trí, nhanh nhẹn sẽ giúp tuổi Nhâm Dần có thêm nhiều kinh nghiệm quý giá trong cuộc sống. Tuy nhiên, trong cuộc chiến hổ sẽ dễ bị hạ gục trước mưu kế. Sự thông minh của Khỉ, tuổi Nhâm Dần và tuổi Tỵ cũng khó có thể trở thành một cặp đôi hoàn hảo trong bất kỳ phương diện nào. Hai tuổi này có những nét tính cách riêng biệt không giống nhau. Điểm chung duy nhất là sự nhạy cảm, đa nghi. Nếu như thực sự thấu hiểu, yêu thương nhau thì tuổi Nhâm Dần và tuổi Tỵ vẫn có thể chung sống hòa thuận. Tổng quan cuộc đời tuổi Nhâm Dần sinh năm 1962, họ thích được chỉ đạo, lãnh đạo người khác, nhưng tuyệt đối không nghe theo mệnh lệnh của bất kỳ ai. Những người này có cá tính khá mạnh mẽ, độc lập, linh hoạt trong việc xoay chuyển tình thế. Tuổi Nhâm Dần, mệnh kim, có con mắt tinh tế, khả năng sáng tạo và bộ xử lý thông tin nhanh nhẹn. Điều đó giúp cho họ có thể nhìn nhận được đúng sai, phân tích vấn đề, từ đó tìm ra giải pháp, con đường đi hợp lý. Tuổi Nhâm Dần thích hợp với những lĩnh vực kinh doanh, buôn bán, tương lai sẽ trở thành những ông chủ, bà chủ có địa vị cao trong xã hội, được nhiều người kính trọng nể phục. Trong giai đoạn tiền vận, người tuổi Nhâm Dần 1962 thường phải đối mặt với nhiều khó khăn và phiền muộn. Tuy nhiên, khi bước vào giai đoạn trung vận và hậu vận, họ sẽ trải qua những thời kỳ may mắn và tận hưởng cuộc sống an nhàn hơn. Vào tiền vận, những người tuổi Nhâm Dần phải trải qua nhiều khổ cực và phiền muộn. Sang đến trung vận và hậu vận mới gặp nhiều may mắn và được hưởng an nhàn. Những người tuổi này có số hưởng thọ từ 71 tuổi đến 82 tuổi. Những người ăn ở lương thiện, làm nhiều điều tốt, tự khắc tuổi thọ sẽ được gia tăng. Đường tình duyên của Nhâm Dần 1962. Chuyện nhân viên của những người tuổi Nhâm Dần được phân thành 3 trường hợp như sau. Những người sinh vào các tháng 5, 6 và 9 âm lịch thì đường tình duyên sẽ thay đổi như thay áo. Họ phải trải qua ít nhất 2 lần tan vỡ trong tình duyên thì mới tìm được người tâm đầu ý hợp để chung sống đến cuối đời. Những người này sinh vào các tháng 1, 2, 7, 10 và 12 âm lịch. Phải đến lần thứ 2 trong chuyện tình duyên mới có được hạnh phúc đích thực. Những người may mắn nhất được hạ sinh vào tháng 1, 4 và 8 âm lịch. Đường tình duyên viên mãn không có bất cứ sự thay đổi nào. Gia đạo và sự nghiệp, công danh ít được thuận buồm xuôi. Gió khi lên cao, khi xuống thấp, nhưng bù lại, gia đình được êm ấm, yên vui hạnh phúc. Nhờ vậy mà cuộc đời của người tuổi Nhâm Dần mới bớt đi nhiều phiền muộn lo âu. Đến năm 34 tuổi, sự nghiệp được vẹn toàn, tài lộc dồi dào vào hậu vận. Xem tuổi làm ăn, tuổi kết hôn vợ chồng, tuổi hợp làm ăn, muốn công việc được xuôi chèo mát mái, thu về nhiều thành quả, thì người tuổi Nhâm Dần nên lựa chọn các tuổi Giáp Thìn, Canh Tuất và Mậu Thân để hợp tác làm ăn hay cùng thực hiện những dự định lớn. Mọi việc sẽ được như ý, đại cát đại lợi. Lựa chọn vợ chồng, các tuổi Nhâm Dần, Giáp Thìn, Mậu Thân và Canh Tuất là lựa chọn hôn nhân thích hợp nhất cho người tuổi Nhâm Dần. 4 tuổi này hợp với người tuổi Nhâm Dần cả về tình duyên lẫn tài lộc nên tạo dựng được cuộc sống vô cùng viên mãn. Con cháu đề huề, gia đình hạnh phúc, giàu sang phú quý. Nếu lựa chọn kết hôn với những tuổi chỉ hợp về đường tình duyên, còn đường tài lộc không hợp như Đinh Mùi, Tân Hợi, Tân Sửu và Kỷ Hợi thì tình cảm vợ chồng vẫn mặn nồng, nhưng tiền bạc thì chỉ vừa đủ chi tiêu chứ không dư giả. Cuộc sống sẽ gặp nhiều khó khăn, vất vả khi người tuổi Nhâm Dần lựa chọn kết duyên với tuổi Quý Mão và Kỷ Dậu, vì hai tuổi này không hợp với bạn cả về tình duyên và tài lộc. Hai người cần cùng nhau cố gắng vượt qua những thử thách của cuộc sống, nhất định sẽ được hạnh phúc, vui vẻ ở các năm xung khắc trong tình duyên 18, 24, 30, 36, 42, 48 và 54 tuổi. Người tuổi Nhâm Dần không nên kết duyên sẽ tránh được cảnh vợ chồng chia lìa, xa cách. Tuổi Đại Kỵ.
những tuổi đại kỵ với tuổi Nhâm Dần gồm có Ất Tỵ, Bính Ngọ, Nhâm Tý, Mậu Ngọ, Canh Tý và Giáp Ngọ. Những tuổi này không đem lại may mắn, thuận lợi hay hạnh phúc cho bạn. Nếu kết hôn hay hợp tác trong công việc thì bạn chỉ gặp thua lỗ thất bại, tình duyên dang dở, khó được lâu dài. Nếu chót lỡ thương yêu nhau rồi mới biết là khắc tuổi và vẫn muốn đi đến hôn nhân, thì hai người không nên tổ chức cưới hỏi linh đình, mà chỉ cần làm mâm cơm cúng gia tộc tổ tiên để được chứng giám sẽ có cơ may chung sống đến trọn đời. Nếu người thân trong gia đình phạm tuổi đại kỵ thì nên thành tâm lập lễ cúng sao giải hạn hàng năm cho mỗi người, sẽ giảm bớt xung kỵ, tránh được tai ương. Năm khó khăn nhất, những năm phải trải qua nhiều khó khăn, vất vả nhất trong cuộc đời tuổi Nhâm Dần là 24, 28, 32 và 40 tuổi. Vào những năm này, bạn nên cẩn trọng trong mọi việc, cần tránh hồn hợp làm ăn hay đầu tư các dự án lớn, vừa không thu được kết quả lại hao công tốn của. Ngày giờ xuất hành hợp nhất, thời điểm hoàng đạo để người tuổi Nhâm Dần xuất hành là giờ chẵn, ngày chẵn và tháng chẵn. Xuất hành vào thời điểm này sẽ giúp cho công việc của bạn được suôn sẻ, gặp nhiều may mắn, thuận lợi, thu được nhiều thành quả như ý. Quý vị đang theo dõi video có nội dung Giới Tử Vi cho biết sự thật cuộc đời. Người tuổi Nhâm Dần, sinh năm 1962, suốt đời vất vả. Trong 3 năm tới, trời Phật để mắt, hưởng lộc tưng bừng, phúc về, tiền về ngập tràn, phất lên giàu khỏe rực rỡ. Tiếp theo là vận mệnh tuổi Nhâm Dần theo từng tháng sinh. Sinh tháng Giêng, thông minh sắc sảo, tài trí hơn người, sớm trưởng thành và gây dựng được sự nghiệp vẻ vang, được nhiều người xung quanh yêu quý, nể phục. Sinh tháng Hai, trong cuộc đời gặp nhiều may mắn, có quý nhân phù trợ, giúp đỡ những lúc khó khăn, nếu biết nắm bắt thời cơ sẽ đạt được nhiều thành công, xây dựng sự nghiệp vững chắc, có địa vị khiến nhiều người nể phục. Sinh tháng Ba, tự thân lập nghiệp, đi lên từ hai bàn tay trắng, đạt được thành công, có địa vị cao trong xã hội, càng về già càng được hưởng phúc lộc trời cho, sống lâu cùng con cháu. Sinh tháng Tư, sớm có công danh, sự nghiệp ổn định, tình duyên gặp nhiều may mắn, gia đình hòa thuận hạnh phúc, con cái ngoan ngoãn, hiếu thảo với ông bà cha mẹ. Sinh tháng Năm, có nhiều cơ hội để khẳng định và phát triển bản thân. Tuy nhiên, muốn thành công được cần phải có sự cố gắng, nỗ lực và quyết đoán. Sinh tháng Sáu, thông minh và tài giỏi. Tuy nhiên, không gặp được thời cơ tốt, muốn thành công cần phải kiên trì, vững vàng với sự lựa chọn của mình. Ban đầu sẽ gặp nhiều khó khăn trắc trở, nhưng càng về sau công việc càng thuận lợi. Sinh tháng Bảy, có ý chí, ước mơ, hoài bão lớn, không ngại khó khăn nguy hiểm. Người này trước sau gì cũng đạt được thành công, địa vị trong cuộc sống. Sinh tháng Tám, có con mắt tinh tế và khả năng phân tích nhạy bén sắc sảo, văn võ song toàn, gây dựng được sự nghiệp lớn, được mọi người nể phục kính trọng. Sinh tháng Chín, người này muốn thành công được phải nhờ sự giúp đỡ của người thân, gia đình, gặp khó khăn rắc rối thường sinh ra chán nản, bỏ cuộc, rất khó để lập nên sự nghiệp lớn lao. Sinh tháng Mười, chăm chỉ cần cù nhưng làm việc cũng chỉ đủ ăn đủ tiêu, không mấy dư giả. Bù lại, đường tình duyên vô cùng thuận lợi, hôn nhân hạnh phúc, gia đình hòa thuận. Sinh tháng 11, làm việc gì cũng phải cẩn thận, đề phòng nguy hiểm rình rập bất ngờ xảy ra. Có số vất vả lận đận nhưng càng về già càng được hưởng cuộc sống tiện nghi, sung sướng. Sinh tháng 12, trong cuộc đời cần đề phòng bệnh tật, đau ốm, bị kẻ xấu hãm hại, sự nghiệp đổ vỡ. Muốn được hưởng hai chữ bình an thì cần phải biết cầu may, làm nhiều việc thiện tạo phúc cho đời. Tương hợp và xung khắc. Giữa tuổi Nhâm Dần sinh năm 1962 và các tuổi khác, tuổi Nhâm Dần và tuổi Tý, có lúc mối quan hệ giữa người tuổi Nhâm Dần và người tuổi Tý rất hòa hợp, vui vẻ, nhưng cũng có lúc họ trở thành những đối thủ thực sự của nhau. Trên phương diện bạn bè, Nhâm Dần và Tý khó có thể trở thành cặp đôi tri kỷ trong cuộc đời nhau.
những mâu thuẫn gay gắt sớm muộn sẽ khiến tình cảm của họ bị tan vỡ chia lìa. Nếu tuổi Tý và tuổi Nhâm Dần kết duyên, muốn chung sống lâu dài, họ cần phải biết lắng nghe, nhường nhịn lẫn nhau. Hai tuổi này đều có cái tôi khá cao. Bởi vậy, trong mối quan hệ yêu đương, họ khó có thể tìm được tiếng nói chung. Ai cũng muốn mình là nhất, không bên nào chịu nhường nhịn bên nào. Trên phương diện làm ăn, tuổi Tý và tuổi Nhâm Dần cũng khó có thể hợp tác êm xuôi. Họ dễ nóng nảy, đấu khẩu với nhau, thậm chí đang từ bạn chuyển thành thù. Tuy nhiên, nếu cả hai bên đều biết kiềm chế bản thân, họ sẽ trở thành những người tương trợ, giúp đỡ lẫn nhau. Tuổi Nhâm Dần và tuổi Sửu. Một lời khuyên chân thành là tuổi Nhâm Dần không nên kết hợp với tuổi Sửu. Dù là trên phương diện tình yêu hay tình bạn, hai tuổi này có tính cách hoàn toàn trái ngược nhau, nhưng lại có điểm chung là vô cùng nóng nảy. Tuổi Sửu tuy hiền lành ít nói, nhưng một khi đã bị tuổi Nhâm Dần áp đặt, họ sẽ không thể kiềm chế cơn nóng giận của mình. Người tuổi Nhâm Dần ưa mạo hiểm, luôn sẵn sàng đón nhận mọi gian lao thử thách. Còn người tuổi Sửu có xu hướng lựa chọn sự an toàn cho mình. Họ có những sở thích và quan niệm sống trái ngược nhau. Điều quan trọng là cả hai bên đều không thể thích nghi được với nhau. Nếu như bạn nghiêm túc và thực sự kết duyên với những người tuổi Nhâm Dần, hãy biết cách nhường nhịn, lắng nghe khi cần thiết. Có nhiều điểm khác biệt chưa chắc đã không tốt. Hai người có thể tạo ra cho nhau sự mê mẻ, thú vị bằng tình yêu lãng mạn của mình. Tuổi Nhâm Dần và tuổi Dần. Nếu trở thành đối tác làm ăn, hai người tuổi Nhâm Dần sẽ không ngừng hỗ trợ, giúp đỡ và tin tưởng lẫn nhau. Họ có chung lý tưởng, mục tiêu phấn đấu, đặc biệt là tinh thần nhiệt tình, luôn sẵn sàng học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau. Đứng trước bất kỳ khó khăn, nguy hiểm nào, con hổ sẽ luôn hy sinh bản thân để bảo vệ đồng loại của mình. Trên phương diện tình yêu, cặp đôi tuổi Nhâm Dần có hợp nhau hay không còn phụ thuộc vào sự thấu hiểu và nhường nhịn của đôi bên. Tình yêu cùng tuổi sẽ khiến hai người này luôn cảm nhận được những điều mới mẻ, thú vị và những cung bậc cảm xúc khác nhau. Họ có thể vô tư, quấn quýt cả ngày không rời. Khó có thể lý giải được tại sao hai tuổi Nhâm Dần lại có sức hút đặc biệt kỳ lạ như vậy. Tuy nhiên, nếu có lúc cuộc cãi vã của họ không tới hồi kết thúc, không ai chịu nhường ai, thì tình yêu sẽ có thể đổ vỡ bất kỳ lúc nào. Tuổi Nhâm Dần là những người có cái tôi khá cao, họ ít khi chịu nhún nhường mình trước người khác. Tuổi Nhâm Dần và tuổi Mão. Người tuổi Mão thích cuộc sống an nhàn, yên bình, không quan tâm tới địa vị quyền lực, còn tuổi Nhâm Dần lại mất cả đời để theo đuổi những ước mơ cao sang đó. Khi Nhâm Dần cởi mở, nhiệt tình thì Mão lại nhút nhát, e sợ. Điều đó đã tạo ra khoảng cách cho mối quan hệ này. Họ sẽ khó có thể đạt được hiệu quả cao trong công việc. Nếu hợp tác làm ăn với nhau, khi tuổi Nhâm Dần cần được chia sẻ, lắng nghe những lời khuyên hữu ích, thì người tuổi Mão dường như không dám bày tỏ quan điểm của mình. Họ tỏ ra yếu đuối, lép vế hơn so với những người tuổi Nhâm Dần mạnh mẽ, uy quyền. Hai tuổi này cũng có cách thể hiện tình cảm, tình yêu khác nhau. Tuổi Nhâm Dần yêu say đắm, mặn nồng và thẳng thắn, còn tuổi Mão lại âm thầm không dám bày tỏ tiếng nói trong trái tim mình. Tình yêu của Nhâm Dần và Mão ban đầu sẽ có khá nhiều khó khăn rắc rối. Nhưng khi cả hai bên đã thực sự hiểu nhau, họ sẽ có thể gắn bó lâu dài. Tuổi Nhâm Dần và tuổi Thìn. Tuổi Nhâm Dần và tuổi Thìn có lẽ là một cặp đôi trời sinh. Họ có chung tính cách, sở thích và đặc biệt là sự thấu hiểu lẫn nhau. Ngay từ những lần gặp đầu tiên, giữa hai tuổi này dường như có một sức hút lạ kỳ. Họ dễ dàng thân thiết, gắn bó cởi mở với nhau. Dường như tuổi Thìn hiểu rõ được những suy nghĩ đằng sau lớp vỏ bọc chắc chắn của người tuổi Nhâm Dần. Sẽ không quá ngạc nhiên nếu Thìn luôn mang lại niềm vui, sự mới mẻ trong cuộc đời Nhâm Dần. Ngược lại, những người tuổi Nhâm Dần sẽ là chỗ dựa, bờ vai vững chắc cho người tuổi Thìn. Nếu hai tuổi này trở thành một đôi uyên ương, họ sẽ được sống trong những phút giây ngọt ngào, ấm áp của tình yêu. Sự thấu hiểu và tin tưởng nhau là nền tảng cho một tình yêu gắn bó lâu dài. Trên thực tế, bạn sẽ nhận ra một điều rằng,
Rất nhiều người tuổi Nhâm Dần và tuổi Thìn đã kết hôn với nhau và chung sống cuộc đời hạnh phúc. Tuổi Nhâm Dần và tuổi Tỵ. Khoảng cách lớn nhất giữa người tuổi Nhâm Dần và người tuổi Tỵ đó là sự khác biệt về cả tính cách lẫn sở thích. Thậm chí họ có những suy nghĩ, quan điểm trái ngược nhau. Hai con giáp này khó có thể lắng nghe những suy nghĩ, quan điểm của nhau. Tuổi Tỵ tỏ ra tẻ nhạt, không quan tâm đến những hoài bão dự định của tuổi Nhâm Dần. Ngược lại, tuổi Nhâm Dần lại cảm thấy bị xúc phạm bởi thái độ của Tỵ. Dường như họ trở nên đấu khẩu mỗi khi chạm mặt nhau. Hai tuổi này hiếm khi tham gia vào cùng một cuộc trò chuyện, bởi những quan điểm khác nhau đã tạo nên một bức tường ngăn cách Nhâm Dần và Tỵ. Họ cũng ít khi hợp tác làm ăn với nhau, bởi mối quan hệ này sẽ không đem lại hiệu quả cao. Chắc chắn rằng, trên phương diện tình yêu, hai tuổi này khó có thể xây dựng một mối quan hệ lâu dài. Người tuổi Nhâm Dần mạnh mẽ, độc lập, yêu thích sự tự do, còn người tuổi Tỵ lại ra sức kiểm soát chiếm, hữu đối phương. Tất nhiên người tuổi Nhâm Dần sẽ chẳng bao giờ chịu nhún nhường để cuộc sống tự do của mình bị đe dọa. Họ trở nên mâu thuẫn gay gắt với nhau, mối quan hệ cũng gặp nhiều khó khăn trắc trở. Tuổi Nhâm Dần và tuổi Ngọ. Tuổi Nhâm Dần và tuổi Ngọ khi gặp nhau, họ sẽ dễ dàng tìm được nhịp đập chung trong trái tim mình. Những người này đều có chung sở thích và mục tiêu phấn đấu. Họ có thể kề vai sát cánh, cùng nhau trải qua những khó khăn trong cuộc sống. Tuổi Nhâm Dần yêu thích sự tự do và tuổi Ngọ cũng vậy. Dù đang yêu nhau hay đã kết hôn thì họ vẫn giữ thái độ tin tưởng, tôn trọng lẫn nhau. Hai tuổi này có những khoảng thời gian cho riêng mình. Họ không bao giờ kiểm soát đối phương quá chặt chẽ. Niềm tin chính là nền tảng để xây dựng và phát triển cuộc sống hôn nhân, gia đình của hai tuổi này. Họ cùng nhau làm việc, cùng nhau đi du lịch và cùng nhau đem lại niềm vui, tiếng cười trong gia đình. Tuổi Nhâm Dần và tuổi Ngọ sẽ là một sự kết hợp hoàn hảo, là kết tinh của một tình yêu đẹp. Nếu trở thành đối tác làm ăn của nhau, hai tuổi này sẽ đem lại hiệu quả cao và gặt hái được nhiều thành công. Đều có lối suy nghĩ phóng khoáng, sự thông minh sáng tạo khi làm việc. Tuổi Nhâm Dần và tuổi Ngọ dễ dàng ăn ý, hòa hợp được với nhau, không có thử thách nào quá khó đối với họ. Tuổi Ngọ sẽ trở thành trợ thủ đắc lực, giúp đỡ người tuổi Nhâm Dần phát triển công việc, sự nghiệp của mình. Tuổi Nhâm Dần và tuổi Mùi. Tuổi Nhâm Dần mạnh mẽ, quyết liệt là thế, nhưng cũng phải lay động trước bản tính tốt bụng, mềm yếu của người tuổi Mùi. Hai tuổi này sẽ trở thành cặp đôi khá lý tưởng khiến nhiều người phải ghen tị. Tuổi Nhâm Dần sẽ luôn là điểm tựa vững chắc, bảo vệ Mùi khỏi những nguy hiểm, khó khăn trong cuộc sống. Họ đều mong muốn cùng nhau xây dựng và vun đắp một cuộc sống hôn nhân, gia đình hạnh phúc ấm lo. Tuổi Nhâm Dần sẽ dành nhiều thời gian bận rộn với công việc của mình, nhưng họ cũng rất lo lắng tới ngôi nhà và những người thân xung quanh. Người tuổi Mùi sẽ giúp Nhâm Dần vơi bớt gánh nặng trong cuộc sống bằng cách toàn tâm toàn ý chăm lo cho ngôi nhà của họ. Đó là lý do tại sao bạn thường nhận ra người tuổi Nhâm Dần và tuổi Mùi có một cuộc sống gia đình rất hạnh phúc. Trong sự nghiệp, tuổi Mùi được coi là vì cứu tinh, soi sáng dẫn lối cho người tuổi Nhâm Dần đến với vinh quang. Bởi vậy, họ sẽ không thể vắng mặt trong cuộc đời nhau. Mùi sẽ luôn đưa ra những giải pháp, những lời khuyên chính xác, đúng lúc để giúp đỡ Nhâm Dần vượt qua khó khăn nguy hiểm. Tuổi Nhâm Dần và tuổi Thân. Tuổi Thân và tuổi Nhâm Dần dù giao lưu, gặp gỡ với nhau trên phương diện nào cũng đều không tốt, thậm chí họ có thể trở thành khắc tinh của nhau. Mỗi quan điểm, ý kiến của tuổi Nhâm Dần đưa ra đều bị người tuổi Thân phản đối rất gay gắt kịch liệt. Hơn nữa, tuổi Thân dễ dàng đưa ra lý luận để đánh bại tuổi Nhâm Dần. Những người tuổi Nhâm Dần lại không thể chịu được việc người khác chỉ trích, dạy bảo mình. Với những nét trái ngược nhau về tính cách, hai tuổi này khó có thể trở thành những người bạn tri kỷ. Tình yêu của người tuổi Nhâm Dần và người tuổi Thân khá hài hước, vui vẻ nhưng cũng trải qua không ít sóng gió. Họ đều là những người có tính cách hướng ngoại, cởi mở và sẵn sàng chia sẻ những suy nghĩ của mình cho đối phương. Tuy nhiên, niềm vui hạnh phúc bao nhiêu thì đau khổ, cãi vã bấy nhiêu.
Lý do bắt nguồn từ hai tính cách trái ngược nhau và cái tôi cao khiến cho họ thường xuyên xảy ra tranh chấp. Tuổi Nhâm Dần và tuổi Thân dễ trở thành những địch thủ của nhau hơn là đối tác làm ăn. Thân tỏ ra nhàm chán trước những kế hoạch, cách làm việc của Nhâm Dần. Điều đó không những làm cho người tuổi Nhâm Dần cảm thấy bị xúc phạm, mà còn khiến cơn sóng tức giận trong lòng họ nổi lên. Tuổi Nhâm Dần và tuổi Dậu ban đầu mới gặp nhau. Người tuổi Nhâm Dần và người tuổi Dậu sẽ nhanh chóng cảm nhận được sự cuốn hút mạnh mẽ của đối phương. Tuy nhiên, sau thời gian tìm hiểu, càng ngày Dậu và Nhâm Dần càng có những quan điểm, ý kiến trái ngược nhau. Điều đó rất dễ khiến mối quan hệ của họ tan vỡ. Dù đang yêu nhau hay đã lập gia đình, hai tuổi này thường xuyên xảy ra những cuộc cãi vã, xung đột. Tuổi Dậu luôn tìm cách áp đặt, kiểm soát sự tự do của tuổi Nhâm Dần đến lúc không thể chịu đựng được nữa. Tuổi Nhâm Dần nổi giận và tìm cách kết thúc mối quan hệ. Có lẽ sẽ tốt đẹp hơn nếu hai tuổi này trở thành những đối tác kinh doanh làm ăn với nhau. Tuổi Nhâm Dần chăm chỉ, không ngừng nỗ lực phấn đấu để đạt được sự thành công. Tuổi Nhâm Dần sẽ phải khâm phục và ghi nhận những sáng kiến, lời khuyên bổ ích của Dậu mang lại. Tuổi Nhâm Dần và tuổi Tuất. Tuổi Nhâm Dần và tuổi Tuất sẽ khiến nhiều người ngưỡng mộ, ghen tị nếu như họ trở thành một cặp đôi thực sự. Họ ăn khớp nhau trong từng suy nghĩ, hành động và lời nói. Tuổi Nhâm Dần và tuổi Tuất có nhiều điểm khác biệt nhau, nhưng chính những điểm khác biệt đó đã tạo nên sợi dây gắn bó trong tình yêu. Người tuổi Nhâm Dần mạnh mẽ gan dạ và người tuổi Tuất cũng dũng cảm không kém. Họ luôn tìm cách bảo vệ nhau trước những nguy hiểm đang rình rập. Tuổi Tuất một lòng trung thành luôn đứng phía sau ủng hộ người tuổi Nhâm Dần trong từng bước phát triển. Tuổi Nhâm Dần ý chí hoài bão lớn lao nhưng lại dễ thay đổi và nản lòng. Nắm bắt được điểm yếu ấy, tuổi Tuất tìm cách khắc phục, giúp đỡ tuổi Nhâm Dần học tính kiên trì, nhẫn lại. Có thể nói, sự kết hợp giữa hai người tuổi này là vô cùng hoàn hảo. Họ sẽ tương trợ, bù trừ những khuyết điểm, thiếu sót của nhau. Tuổi Nhâm Dần và tuổi Hợi. Người tuổi Hợi yếu đuối, luôn cần được người khác che chở, quan tâm giúp đỡ. Điều này tuổi Nhâm Dần lại có thể thực hiện rất tốt. Bởi vậy, hai người này sớm có nhiều tình cảm dành cho nhau. Tuổi Nhâm Dần sẽ luôn chân thành lắng nghe những suy nghĩ, cảm xúc của người tuổi Hợi. Họ biết cách duy trì tình cảm và khiến đối phương thoải mái. Tuổi Nhâm Dần thích sự ngây thơ, yếu mềm trong con người Hợi. Điều đó giúp Nhâm Dần có thể phát huy tối đa được những sức mạnh của mình mỗi khi họ ở gần nhau. Tuy nhiên, trong một số trường hợp, sự ngây ngô ấy của Hợi cũng có thể khiến Nhâm Dần nổi giận. Hai tuổi này khi trở thành một nửa của nhau, họ sẽ cảm nhận được sự ngọt ngào của một tình yêu đích thực. Tuổi Hợi hiểu và không bao giờ tìm cách kìm hãm sự tự do của Nhâm Dần. Cách cư xử thông minh này khiến cho tình yêu của họ trở nên gắn bó lâu dài. Ngược lại, trên phương diện hợp tác làm ăn, hai tuổi này khó có thể cùng nhau xây dựng sự nghiệp vẻ vang. Dường như những người tuổi Nhâm Dần cảm thấy khó chịu với phong cách làm việc chậm chạp, há miệng chờ xung của người tuổi Hợi. Tuy nhiên, cũng không thể phủ nhận rằng Hợi đã đóng góp nhiều sáng kiến mới lạ, độc đáo, giúp Nhâm Dần vững bước hơn trên con đường thành công. Thưa mệnh chủ Nhâm Dần thân mến, qua mỗi video Tử Vi luôn muốn gửi gắm đến quý bản mệnh những điều tốt lành nhất và những gì Tử Vi tiết lộ hôm nay có thể giúp bản mệnh có cuộc sống tốt hơn. Bản mệnh cũng đừng quên nghe theo lời dạy của Phật và cổ nhân nhắc nhở về cảnh giới cao nhất của đời người. Hiểu thấu rồi thì chẳng khác gì niết bàn giữa đời thường. Cổ nhân đã nhấn mạnh những cảnh giới cao nhất của đời người sau đây cũng là chỉ dẫn quan trọng để nếu chúng ta đạt được sẽ có được sự an yên, hạnh phúc ngay ở hiện tại chứ không cần đi tới nơi đâu quá xa xôi. Giữa cuộc sống bận rộn, náo nhiệt như hiện tại, mấy ai biết tới những cảnh giới cao nhất của đời người. Cho dù cổ nhân xưa đã chỉ ra, vậy nhưng người hiện đại chẳng mấy ai thực lòng quan tâm tới. Kết quả là luôn phải vùng vẫy trong khổ đau, muộn phiền. Thực ra, chỉ khi chứng ngộ những điều này, chúng ta mới có thể tĩnh lặng lắng nghe tiếng gọi nội tâm của chính mình,
tìm được sự an yên đích thực để làm bất cứ việc gì, vẫn giữ được tâm thế bình an. Dù bệnh tật nhưng chẳng còn thấy đau đớn, dù kiếm tiền nhưng vẫn có được sự thanh tịnh. 1. Cảnh giới cao nhất sinh mệnh là mỉm cười đối mặt. Cuộc sống luôn xuất hiện những điều bất như ý, nhưng càng chống đối nó, chúng ta càng kiệt sức và nhận về mình phần thua mà thôi. Thế nên người khôn ngoan nhất vẫn là im lặng và mỉm cười trong mọi hoàn cảnh. Ngay cả việc thất bại, bất lực, đau lòng, chịu những lời giễu cợt, dè bỉu từ những người xung quanh, một nụ cười sẽ dễ dàng hơn là đi giải thích với toàn thế giới. Cổ nhân đối diện với thị phi bằng cách im lặng đón nhận, vì nếu để cho tâm tính bị khuấy động thì mọi sự chỉ càng thêm rối loạn, không thể gỡ rối. Những lời thanh minh đôi co trong trạng thái bực tức rất có thể trở thành giọt nước làm tràn ly, đẩy người nghe về phía đối lập với bạn. Chỉ tận dụng sức mạnh của nụ cười để chiến thắng cả thiên binh vạn mã, thể hiện sự an nhiên tự tại, bình thản ung dung trong bản thân là cách để bạn chiến thắng những lời đàm tiếu đúng sai, tốt xấu của người đời. 2. Cảnh giới cao trong cuộc đời là đau mà không than. Có một câu nói rất hay mà thế hệ trẻ ngày nay lan truyền với nhau, đó là đừng than khổ với bất cứ ai, vì 10 người thì có 8 kẻ chẳng hề quan tâm, 2 kẻ còn lại còn lấy làm vui vẻ. Tuy nhiên, điều này đã được cổ nhân nhận định từ sớm. Họ hiểu rằng, đau khổ giữa đời là lẽ thường, là một phần trong cuộc sống, ai mà chẳng trải qua, kể lể hay kêu ca cho ai đó chẳng ích gì. Thế nên tốt hơn hết là khổ mà không than, âm thầm mà lột xác, đợi đến thời vận xuất hiện thì dương cánh bay cao. Hiểu được những điều này thực sự phải là người có kinh nghiệm cuộc sống đáng nể. Họ đủ kinh qua những thăng trầm trong cuộc sống để biết rằng người khác có cố tỏ ra thông cảm cũng chẳng giúp được gì mình trong những lúc mình đang đau đớn. Cuối cùng ta vẫn là người tự mình chống chọi với nỗi đau này. Đau mà không than không có nghĩa là chúng ta trốn tránh, mà là chúng ta quan sát nó, dám dũng cảm đối mặt với nỗi đau đó, dùng sức mạnh nội tâm để vượt qua. Sự cảm thông nào cũng có giới hạn và chúng ta chỉ dành cho những người thân thương nhất xung quanh. Chẳng ai đủ thời gian để suốt ngày đặt bản thân vào vị trí của bạn, lo lắng hay nghĩ ngợi cho lợi ích của bạn, ngoại trừ chính bạn mà thôi. Thực tế hầu hết trong chúng ta không đủ dũng cảm đối mặt với những tổn thương, đau đớn trong cuộc đời. Thực ra chủ yếu là nỗi sợ lấn át tâm trí nên mới hay kêu ca. Còn thực tế nỗi đau không lớn như cách chúng ta than vãn. Vậy nên một người đau mà không than thực sự là người bản lĩnh, có nội tâm sâu sắc, mạnh mẽ từ trong ý chí chứ không đơn giản là cố tỏ ra mình ổn. 3. Cảnh giới cao trong vận mệnh gặp chuyện lớn mà không loạn. Hoảng loạn là tâm lý chung của chúng ta khi sóng gió ập tới. Thế nhưng vẫn có những người đủ bản lĩnh giữ được bình tĩnh, an yên. Họ thực sự là hiếm có khó tìm. Đây cũng là một cảnh giới cao mà mỗi người cần phải rèn luyện để có được. Người xưa có câu, gặp chuyện lớn mà không loạn, gặp sóng lớn mà không mất đi thói quen thường ngày. Chính là cách thể hiện tâm thái xử thế, cảnh giới ung dung tự tại của đời người. Một người nếu lúc nào nóng tính, mất kiểm soát, lúc hoạn nạn thường ăn nói sẽ không suy nghĩ, mà sự tức giận sẽ làm hại đến những cơ hội của bạn ở trong tương lai. Càng mềm mại thì bạn mới càng có được sự vui vẻ an yên. Thực tế là những người càng thành công là những người giữ được tâm lý bình ổn trong mọi hoàn cảnh. Hoảng mà không loạn mới là người có đủ năng lực để đảm nhận trọng trách, làm nên những việc đại sự cho gia đình và xã hội. Thuyền to sóng lớn, lúc bão tố ập tới càng có sức mạnh tàn phá khủng khiếp. Thế nên người đủ bản lĩnh không chỉ bình tĩnh mà còn cần giỏi về ứng biến linh hoạt, phản ứng nhanh nhạy để cứu bản thân mình cũng như mọi người xung quanh. Để có được bản lĩnh đó thì ngay trong cuộc sống hàng ngày, mỗi chúng ta cũng phải không ngừng đúc rút kinh nghiệm, tích lũy giá trị, rèn giũa bản thân mỗi ngày từ trong gian khó. Có như thế mới trưởng thành theo dòng chảy của thời gian. Hãy tỉnh táo khi đối mặt với mọi tình thế. Học và rèn luyện để cho mình tỉnh táo để nhìn người, nhìn vật rõ ràng hơn để không lầm đường lạc lối. Gặp cục diện hỗn loạn mà không loạn,
chỉ ra rõ ràng kiểu người này nhất định không nên giúp đỡ, cũng là để cho chúng ta cảm thấy đỡ phân vân khi lựa chọn trong quyết định muốn hỗ trợ ai đó. 4. Cảnh giới cao nhất trong đối xử, biết nắm, biết buông. Nhân sinh này cái gì mà nắm giữ quá lâu, quá chặt thì người đau lại là mình. Thế nên khôn ngoan nhất là biết khi nào cần lắm, khi nào cần buông. Có những thứ dù yêu đến mấy cũng phải buông. Bạn là duy nhất ở trên đời này, thế nên hãy buông nhẹ để tâm được bình an. Bản chất cuộc sống này là vô thường, ai không biết xem nhẹ chuyện được mất, thành, bại thì chẳng có được một ngày bình an giữa đời. Vì cuộc đời luôn có những thay đổi, những thứ tưởng như không thể mất nhưng vẫn luôn có thể vượt qua tầm tay trong gang tấc. Năm trí tuệ lớn nhất của sinh mệnh đó là dám nhận sai. Con người luôn sợ người ta phát hiện ra điểm yếu của mình nên cố tình giấu nó đi. Cuối cùng đó là chính là vấn đề khiến ta cảm thấy thiếu tự tin, bất an nhất trong cuộc sống. Nhiều người làm sai nhưng cực kỳ sợ việc nhận lỗi. Họ sợ cảm giác bản thân mình yếu kém. Thế nhưng, thực tế nếu bản thân làm sai mà dám nhận, không đổ lên vai người khác, đó mới là người được người khác kính nể. Nhưng điều này chỉ có người có trí mới hiểu, còn một người trí tuệ không đủ. Bạn có khuyên họ thừa nhận lỗi lầm cũng không thể. Họ càng né tránh, quay sang thù ghét bạn. Vậy nên một người dám đối diện với sai lầm của mình thực sự là người mạnh mẽ. Hơn ai hết, họ hiểu rằng cuộc sống không hoàn hảo và chúng ta cũng vậy. Vậy nên có những sai lầm, yếu kém trong một vấn đề nào đó cũng là điều tất nhiên. Chẳng có gì đáng sợ mà phải che giấu. 6. Cảnh giới cao trong sinh hoạt là lạc quan. Ai cũng nói tới lạc quan, nhưng cụ thể phải như thế nào cho đúng thì không phải ai cũng hiểu. Nếu không nó sẽ diễn ra theo tình huống tiêu cực. Vậy nên, ngay cả việc cần lạc quan như thế nào cũng phải có trí tuệ trong đó. Những người lạc quan thực sự lại là những người hiểu rõ về nhân sinh, hiểu nhân tình thế thái, có tầm nhìn xa trông rộng để biết rằng khó khăn là tạm thời. Bệnh tật không có gì đáng sợ, chết không phải là hết. Vì thế họ luôn an nhiên đón nhận mọi sự trên đời. Họ lạc quan không phải vì họ cố gắng lờ mọi chuyện, mà là họ biết tỏ tường, rõ ràng. Biết rằng nhân quả luôn hiện hữu, làm sai ắt phải chịu tội, làm đúng thì chắc chắn được hạnh phúc. Cuộc sống cứ thế mà vận hành, buồn vui xen lẫn và chẳng có gì tồn tại mãi mãi. Qua đi những ngày muộn phiền sẽ là những ngày vui. Vì thế họ biết vui và tận hưởng cuộc sống vì hiểu rằng niềm vui này cũng chóng vánh mà buồn cũng chẳng ở lại lâu. Càng trưởng thành lại càng trân trọng cuộc sống, trân trọng mọi thăng trầm xuất hiện trong cuộc sống của mình. 7. Cảnh giới cao của giao lưu bạn bè là không làm phiền. Nhiều người nghĩ rằng cứ bạn bè là khi nào cũng phải quấn quýt bên nhau không rời. Thế nhưng vì hoàn cảnh sống, mỗi người lại có những mối lo lắng, bận tâm riêng, chẳng thể lúc nào cũng cận kề. Vậy nên, tôn trọng không gian sống riêng của mỗi người. Không làm phiền cũng là cách thể hiện thái độ của một người hiểu biết. Không nên đòi hỏi rằng mỗi lần ta cần họ phải xuất hiện ngay lập tức mới là bạn thân. Đã là bạn bè càng phải thông cảm, hiểu cho hoàn cảnh của nhau. Đừng chỉ vì họ không xuất hiện trong những sự kiện quan trọng của mình liền giận dỗi. Cảnh giới cao trong kết giao bạn bè là như thế. Không liên tục gặp gỡ hay liên lạc không có nghĩa là quên rồi, mà là tôn trọng cuộc sống riêng của nhau. Những người bạn tốt nhất trong cuộc đời giống như những ngôi sao trên bầu trời đêm. Dù không phải lúc nào cũng nhìn thấy nhưng chúng ta biết họ luôn ở đó. Những tình bạn chân thật sẽ không cần cận kề như lúc nhỏ, nhưng trong tim vẫn luôn hướng về nhau, vẫn sẵn sàng hỗ trợ ngay khi có cơ hội. Quý vị thân mến, trên đây là chia sẻ tâm huyết về nội dung giới tử vi cho biết sự thật cuộc đời. Người tuổi Nhâm Dần, sinh năm 1962, suốt đời vất vả. Trong 3 năm tới, trời Phật để mắt, hưởng lộc tưng bừng, phúc về, tiền về ngập tràn, phất lên giàu khỏe rực rỡ. Từ đội ngũ biên tập chương trình, trong quá trình truyền đạt video, đội ngũ biên tập không thể tránh khỏi những thiếu sót. Mong quý vị thông cảm và đồng hành đóng góp ý kiến dưới phần bình luận, để đội ngũ biên tập chương trình cố gắng ngày một hoàn thiện hơn.
Mong rằng nội dung này có thể giúp quý vị có thêm nhiều niềm vui và gặt hái thành công mỹ mãn trong cuộc sống. Tử vi con số may mắn, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.